Mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì đến với bãi kiển của bạn Nam ở Vĩnh Thành Chợ Lách Bến Tre để bạn Nam quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lông mai giống ha. Ép số mình lại nè, rồi với lại một số cây hàng già mùa cô chú anh chị ha, cúc phượng hoàng nè, rồi cúc bi, cúc vạn thọ 50-70 cánh đó cô chú anh chị, hàng già mùa cô chú anh chị ghép 5-6 mùa luôn á. Giá thì nói chung vài trăm ngàn một cây thôi cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình xem được cây nào thì mình ủng hộ cho nhà vườn của bạn Nam nha. Không mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình vào clip gặp luôn bạn Nam đó. Bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi mình chào Nam nha. Và chào bạn, chào cô chú anh chị gần xa ha. Nay tiếp tục đến kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình một lô mai về cho cô chú anh chị mình nuôi lại mình chơi Tết 2025 nha. Dạ. Vào cây clip là mã số 1K. Một cây siêu bông Sài Gòn. Ô siêu bông bình lại nha cô chú anh chị. Rồi, siêu bông bình lại. Hoành thân là được 18. Giống của anh đủ lực cô chú anh chị. Ồ cây lên nụ nè, nó già cô chú anh chị lên nụ nè. Đó, có cái nụ này nụ già nè cô chú anh chị ha, còn mấy nụ này nụ non nha cô chú anh chị ha, nụ còn xanh ha, tên cựa gà hết trơn. Rồi cây em giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 800 ngàn nha. Rồi 800 ngàn mình bao phí vận chuyển đúng không bạn? Rồi mà số 1 ca. Cây này thì nó đang nằm trong chậu chậu 5 đúng không bạn? Đúng rồi. Rồi đợi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo là mã số 2K, cũng là một cây cúc phượng hoàng ha bạn. Cúc phượng hoàng nha cô chú anh chị. Cúc phượng hoàng thì bông chùm rất là đẹp nha cô chú anh chị. Hoành thân là được 18. Rồi cái này một thân một cốt luôn nè cô chú anh chị ha. Lên liền đầu luôn rồi nè cô chú anh chị ha. Chiều cao là 76. Lên xù luôn cô chú anh chị nè. Trái ngang là 80. Cái thân này lên xù rồi cô chú anh chị ha. Nè, lên xù rồi nha. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chưa 800 ngàn bao phí ship nha cô chú anh chị. Rồi, cái này mình ghép cỡ 4-5 mùa rồi đúng không bạn? Đúng rồi. Rồi, cây quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ha. Giá chỉ có 800. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 3K cũng là một cây cúc vàng thọ nha cô chú anh chị. Rồi, bạn thọ này 50-70 cánh đúng không bạn? Đúng rồi. Hàng này thì hàng này hàng già mùa cô chú anh chị. Nếu cốt ghép nó chà bá hết trơn cô chú anh chị ha. Cụ chản hết trơn. Hoành thân là được 17. Rồi, cúc vạn thọ 50-70 cánh ha. Chiều cao 65. Cánh ngang 74. Rồi. Cái mã số 3K em giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 500 ngàn bao phí ship nha. Rồi, mình đỡ cây luôn ha. Số 4K cũng là cây cúc bi nha cô chú anh chị. Rồi. Cái này cái tàn quá trời bự luôn cô chú anh chị. Ghép già mùa. Ok bo ghép già là của chà bá luôn. À, cái cốt trời ơi như cái đùi ếch luôn cô chú anh chị ha. Quanh ghép bốn bo được 18. Ghép bốn bo nè. Cái bo chà bá luôn. Cao 1 mét. Cúc bi nha cô chú anh chị. Cúc bi bông chùm. Tới ngang 1m06. Rồi. Nhưng mà số 4K này em giao lưu với cô chú anh chị giá là 950 nha. Rồi 950 mình bao ship luôn hả bạn? Rồi. Rồi mà đổi cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo là mã số 5K nha cô chú anh chị, cũng là một cây cúc vạn thọ ha. Rồi, vạn thọ 50-70 cánh ha. Cây này phôi lớn của chú anh chị ha, tàn kẹo kéo ha. Rồi, vành thân là được 28. Rồi. Chiều cao là 77. Tán ngang là 88 nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi cây mã số 5K làm giao lưu của chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là rồi 800 ngàn nha cô chú anh chị. Rồi 800 ngàn bao ship ha. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 6K nha cô chú anh chị. Rồi cũng là một cây cúc bi nha, tàn quá trời cái tàn cô chú anh chị. Hoành thân là 19. Rồi cái cốt ghép nè cô chú anh chị ha, bự bằng giò cái em luôn á, ta cái em để vô không hề hớn gì nó luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là được 1m3. Mấy cây già mùa này thì bông đặc kẹo luôn cô chú anh chị. Tán ngang là được 1m2 nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi cái cúc bi này giao với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 1.250.000 nha. Rồi bao ship ha. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo mã số 7K. Rồi, tiếp theo là mã số 7K cũng là một cây cúc vạn thọ nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi cái tàn sum lắm nha cô chú anh chị. Cái tàn như cái mâm xôi luôn á. Cây đang đi đọt nè, quá trời cái vàng đọt luôn cô chú anh chị ha. Rồi. Rồi, bình thân ở điểm này là được 23 ha. Rồi. 23 hoành thì có bị lỗi nè cô chú anh chị ha. Nè, nhưng mà hai cái đầu bao rất là mạnh nha cô chú anh chị ha. Chiều cao là được 55. Rồi. Tán nghiêng là được 85. Rồi cái này mình giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 650 nha. Rồi, đợi cây ha. Là một cây cúc bi nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 8K ha, cúc bi nha cô chú anh chị. Bình thân là 23. Rồi, cái này ghép được 5 bao. Chiều cao là 56. Tán nghiêng 66. Cho nên giao lưu cô chú anh chị giá 450 nha. Rồi 450 ha.
Đây là mã số 9K nha cô chú anh chị, cũng là một cây cúc bi nha. Bình thân ở điểm này là được 25. Cái cốt ghép chiều cao 86. Bự chà bá luôn. Tán ngang 92. Rồi, cái này em giao lưu cô chú anh chị giá 850 nha. Rồi, 850 ha. Rồi, mã số 9K. Rồi, tiếp theo mã số 10K. Rồi, 10K cũng là một cây cốt phụng hoàng ha. Phụng hoàng nha cô chú anh chị. Cái tàn quá xá cái tàn luôn ha. Bình thân là được 10. Rồi, 11 nha. Chiều cao là 91. Tán ngang là được 1 m. Rồi, cây cúc phụng hoàng em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 1 triệu nha. Rồi, 1 triệu ha. Rồi, mã số 11K. Rồi, 11K cũng là một cái cúc phụng hoàng luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Quỳnh thân là được 20. Cái cây này ghép 4 năm mùa không nha cô chú anh chị. Chiều cao là 78. Tán ngang 99. Rồi. Rồi cái cúc phụng hoàng mã số 11K em giao lưu viết của chú anh chị giá là 950 nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 12K. Rồi mã số 12K cũng là một cây siêu Sài Gòn nha cô chú anh chị. Trong của chú Sáu Bình Dương đúng không ạ? Đúng rồi. Cái cũ quá là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Bình thân ở điểm này là được 31. Rồi. Cụ đặt ở dưới là được 54. Liền đầu ghép hết trơn nha cô chú anh chị. Rồi đầu ghép ở chỗ cái bao ghép. Chiều cao là được 1 m. Tán ngang là được 1 m 15. Rồi. Rồi, cây siêu Sài Gòn là giao lưu với cô chú anh chị giá là 3.600.000 nha. Rồi 3.600.000 ha. Rồi cây này cuối clip luôn cho bạn. Rồi cây này cũng là một cây cuối clip luôn nha. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip á. Và rất mong được cô chú anh chị ủng hộ. Em xin chào và hẹn lại nha. Rồi cũng thay mặt cho kênh cũng như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình là những clip tiếp theo ạ.